Lái chim nhá, anh em lái công viên nhá. Đời buông áo thừa vàng. Quá hay. Chào, xin chào tất cả anh em nhá. Đây là lượt đấu đầu tiên. Nguyễn Văn Hiền, giải vô địch quốc gia thì không bạn ạ. Đây là giải handicap có chấp. Tỷ số được san bằng 1-1. Đây là anh Dũng Nhóc đến từ Vũng Tàu, anh này được xếp hạng A, sát vào chuyên nghiệp rồi. Một đều. Ok nhá, công LB nhá. Nói bé ông lộ hết. Đây, anh ấy rộng khoảng 70 rồi. Anh
Đây thôi. Ghi in in hoa em nhá. Đây đây đây, đây này. À đây. Đấy, y như này, rộng khoảng 70 phân, dài mấy mét tùy, thích làm bao nhiêu mét thì này. Mỗi một câu mà, lấy điện thoại chụp ánh lại. À, thay cái chữ Tùng 88 là ngày bao nhiêu, ngày bao nhiêu? Đấy, ngày 13, 14 tháng 7, năm 19. Đấy, tranh cúp Kubi Bình Dương, tranh cúp Kubi Bình Dương. Rộng khoảng 70 phân. Rộng khoảng 70 phân, kéo lên bên đây. Ừ. Không đủ bảng chỉ số thì mang bút cho nó ghi bảng. Anh Luân đây, hôm nay là giải đấu không hút thuốc đâu anh Luân đây. Thôi dập 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 thuốc đi. Dập thuốc. Tính Trần Hoàng Sao à, đánh lượt sau nhé bạn nhé. Ờ, Tâm, Tâm ca với Hồng Giang đánh đi. Đánh đi. Khởi động chỉ một ván thôi, khởi động lâu ấy. Kim Dũng gặp ai? Sự, sự bên kép. Hay quá nhở, đây là tài năng trẻ Thượng Hạ. Anh em nào còn nhớ thì giải Bình Dương lần trước thì anh Thượng Hạ này chính là người thành chức vô địch đã loại tài heo. Mẹ ơi, xong tối qua chúng ta mất dậy. Hả? 40 cây số. Ở đâu? Cách đây 40 cây. Nhậu trên đó. Ốc khu giải phải liên tục ấy. Đâu anh em Vũng Tàu đâu hết rồi, cổ vũ cho anh Dũng nhóc.
Anh Thượng Hạ này cũng là một cơ thủ trẻ đang lên. Đùa Quyết ơi, mày đi đùa bao cả tiền đóng lệ phí giải, tao sợ mày thật đấy. Có anh em nào đánh không? Có anh em nào đánh không? Đăng ký hạng con suất đấy. Cờ cúp đâu? Cờ cúp đâu? Chạy đi, chạy lấy không? Để ở đây cho đây. Để ở giữa. Hai một cho Thượng Hạ Tây Đông rồi. Tại Bình Dương lần trước thì anh Thượng Hạ này chính là người giành chiến thắng anh Tài Heo ở trận chung kết vô địch giải Bình Dương lần trước. Cầu thủ Dũng Nhóc này cũng là một cầu thủ rất là cứng. Anh đang thuộc tuyển của Vũng Tàu. Ôi, va chạm rồi, không được rồi. Đánh rồi, đánh hai bàn này rồi. Bàn này có chứ, đánh hết 6 bàn. Alo. Tiếp theo trên bàn số 3, Chí, anh Chí đâu ạ? Anh Chí Kubi gặp Tôn Ngộ Nhí. Đi vào đánh. Nhí ơi, bàn kia. Nhí và anh Chí đồng cơ game trọng lắm. Đã hơi muộn đấy nhá. Xử thua và trận rồi. Em biết chứ Huỳnh. Em thấy bằng đấy. Em là gì nhỉ? Bình chỉ có chuẩn nó gặp ai nhỉ? Bình chuẩn đâu à? Bình chuẩn gặp Tùng Toán. Tiếp theo trên bàn số 4, Bình chỉ có chuẩn gặp Tùng Toán. Tùng ơi, đánh bàn này đi. Tùng ơi, đánh bàn này. Không có nhà cơ.
Thượng ơi, Thượng ơi. Thượng ơi, Thượng ơi. 3-1 đúng không? 3-1 đúng không? Một và điều bị lấp bít chính của anh Thường rất đẳng cấp. Theo tôi nghĩ là hiện tại Việt Nam chưa bao giờ ai điều được con bi như anh Thường. Quá hay. Thằng con ơi xuống đi, tôi chuẩn bị đánh đi thằng con. Chào Trịnh Biên, chào Tài Nguyễn nhá, chào tất cả anh em. Ok, Trịnh Viên đề nghị không cho Quyết móm bình luận. À hóa ra gọi Quyết này Quyết móm à, mình cứ gọi là Quyết thắng. À, Quyết móm. Đây anh Tùng ơi, Tùng ơi. Tùng ơi. Đánh đi. Đánh cái gì đấy? Anh Lâm Heo đi đâu rồi? Sao giờ còn đang xem này? Nhanh nhanh đến lượt rồi. Chào anh Thích Zulo nhá. Đây để ở đây. Em thích cơ nào cứ lấy, tiền bạc nó để đâu. Đấy. Cơ anh đưa từ Hà Nội về 3-4 triệu đây. Về mắt có về được. Tùy loại. Cơ nào đánh cây đánh. Quen tay thôi. Cây này bao nhiêu? 7. 7 triệu. Trương Hoàng Lâm đánh trên à anh Lâm thì lượt sau nhưng mà bảo anh em Sài Gòn đấy, nhiều anh em Sài Gòn chưa đi đâu cả. Đánh 6 bàn anh ạ. Trương Hoàng Lâm đánh 6 bàn. Thanh đấy á, 7 triệu. Đây là 3-4 triệu, nó mới tập chơi à. Đây.
trao đổi thay. Chào tất cả anh em nhá. Ngọc Xuân Phi không. Không nhá, Ngọc Xuân Phi. Rồi, cơ hội cho anh Thượng Hạ. Anh Thượng Hạ đang dẫn 3-1 rồi. Chuẩn bị lên 4-1 rồi. Nó còn cơ hội nào cho anh Dũng Nhóc Vũng Tàu không? Đậu Lâm nhất giải này 50 củ khoai nhá. Bán cơ luôn à anh. Mang đi. Anh xem mà. Tốt, như vậy là anh Thượng Hạ là lên 4-1 rồi. Bốn một cho Thượng Hạ Tây Đông rồi. Anh em Vũng Tàu đâu hết rồi, cổ vũ cho anh Dũng Nhóc cái này. Có livestream không? Em là đóng tiền rồi nhá, không thiếu anh à nặng đâu nhá. Anh nói cái bên đó, em nói cái bên này nhá. Bốn sao không cho cái tính toán lên. Đâu, quay bàn này bàn chính rồi. Dùng nhau 4-1 rồi. Thượng Hạ này cầu rất là cứng luôn đấy. Loại luôn rồi. Tí nữa còn 10 phút nữa là cho loại. Coi mà em loại hai trận rồi, em vào chung kết thì thôi. Chia lại hợp nữa. Ai mua cơ trả góp ơi. Không, 8 thanh rồi. Trong bao còn thanh nữa. Không còn đâu. 7 thanh ông nội ơi. À. Em lấy ra hết rồi. Bảy thanh ạ. Em bỏ 7 hay 8? Em mang là 8 à? Hôm nay em bỏ hết cơ lên đây chơi. Cô đại ca xuống, Hello. Anh ngồi này nè. Em lấy cho Trinh Hoàng chặt xuống đi. Vào đây bạn ơi. Đâu ai cầm cơ làm gì. Đúng không? Hả? Sao đó? Nhất Việt Nam ấy. Nhất Việt Nam. Cũng gặp cái người khác. Em lấy tiền. Tao này. Bình 7 chấp 3 à. Đây rồi, cục vàng đây rồi vàng. Có đánh giải không? Có đánh giải không? Có. Tên là gì? Tên là gì? Luân gì? Luân gì nhỉ?
luôn, đăng luôn. Đăng luôn à? Trần Đào đăng luôn à? Trần Đào đăng luôn đúng rồi chứ hơn. Cục vàng. Học về ăn gặp nói chuyện tiếp luôn gì. Hả? Bán à? Cái điện về chưa? Bạn truyền nước lành chưa? Ok chưa? Đây rồi. Bây giờ hẹn giờ xem có lúc nào ông rảnh đây rồi, cho cái ông này gặp. Mời mời bạn. Để xin bình hả? Ờ, để điện à. Không biết hết rồi xin một cái máy không. Thôi. Oh. Quay màn này. Đã 4-3 này, đang đã 5-3. Quá đáng tiếc cho anh Thượng Hạ. Em mà chết cái. Cái gì? Ơi. Ờ, ốc cu Thanh Hóa thì sắp tới tôi sẽ về Thanh Hóa tổ chức giải nhá. Cường Trần vực xua căn vả. Ôi, bốc đây mới là bốc ruốc cần vạ này. Đánh thế mà để vạ chín, già ngang phè phè rồi. Chém luôn rồi. Ui giời ơi. Anh rất kinh nghiệm đúng không? Quá kinh nghiệm. Máy ra thủ. Trần Đào đang luôn đang chuẩn bị đánh. Ờ, chờ kia đến muộn cho loại luôn. Thủy vào đến chuẩn bị đến lượt Thủy đấy. Anh bảo nó không anh hợp cơ á. Mình đánh 1-1. Ăn chục là 10 tiền bên ta. Thì giờ mới lá trận đầu tiên này. Thằng luôn còn được hay còn mẹ nhập phải còn ở xuống đâu. Ô. Giữa hộp. Ôi 5-1 một cái chết rất là bất ngờ luôn. 5-1 rồi game chạm 7. Lắm 1 cho Thượng Hạ Tây Đông rồi. Vào đây, tay heo vào đánh luôn đi. Qua lại lên ba xong là lại xong là về khách sạn lại uống cái khách sạn tiếp uống tiếp khách sạn đừng hết người đây. Tiếp theo trên bàn số 5 tài heo gặp Tú Vũng Tàu. Bà đấy luôn đấy tài ơi. Ờ, Cao Hoàng An. Đi vào một kênh thôi. Anh em. Anh đang ở nay đang giải ở dưới đây. Hả? Dưới Bixi Di An mà. Em đây.
em đang viết thật sao à? Hả? Anh hôm nay anh đi đã giải đây xong chút. Ngay đây, ngay đây. Có quân ở nhà đấy. Không nghe máy á, em chạy về nhà anh nhé. Tâm võ đâu? Không, em đến đây, chỗ này bà già đó. Em ở nhà mà nãy vừa mới chạy về nhà mà. Anh cút vé ngay mà. Sao không tâm võ đâu? Hả? Chung ra. Anh thứ ba đêm thứ hai đặng tháng thứ ba anh cứ ăn đi ở chỗ em chứ Minh Quán đây tâm võ đi chưa khu vực đấy là tâm võ đi chưa à. Chắc là được lắm mà. Ờ rồi. Ai? Tập võ đây. Alo. Ờ đánh rồi sao con chưa đi đâu? Nhanh hộ cái. Đánh lượt đầu ra chưa tới chết rồi. Ai chuyển khoản 500 nhỉ? Hả? Hả? Anh đã được đầu rồi mà. Ờ. Ồ đánh chứ em. Cổ địa đây mà. Cổ địa đây mà anh yên tâm. Em lấy cho anh bó cái nước em ơi. Sợ gì? Đi chấp lên kèo. Alo. Alo. Em cảnh nha anh. Ui giời hoạ. Em cảnh chỗ Song Long anh. Và ngay trước chỗ Via Song Long á, anh đặt trận với 18. Ở khu dân cư Thuận Giao anh nhỉ? Gặp anh nhau em. À, giờ anh còn làm không? Anh mình xuống đây đâu chẳng? Có nhiều số. À dạ. Vâng. Không, tại vì thằng của em ấy. Cao Hoàng à. Vẫn làm sao được đó, mấy khán giả kia bị đá vào cái chân camera nó bị đá vào cái chân camera nó bị mất cái giác nó bị bung ra bị mất hình. Khán giả đông quá ngồi kín mít chứ. Ôi chết rồi. Anh Dũng nhóc này đánh cái này thì chỉ toi rồi. Đùi hư hự rồi. Sút văn tê. Quá hay luôn. Mấy con bi quá đẳng cấp.
quá hay, pha sút tê quá đặc cấp của anh, quá dũng mãnh luôn. Vâng, anh in đâu rồi? À thế ạ. Vâng, thế chào bảo em. Em cứ chờ. Hai lăm. Xem đi. Thấy gợi chưa? Sáu rưỡi. Anh chạy đâu rồi? À vâng. Không thế, chúng nhóc đánh hay hơn, nhưng mà một game thì khó nói lắm. Ơi hai lăm, nếu anh Dũng Nhóc có bật tôm được. Đi xe máy đi taxi. Gần mà. Gần mà. Từ trong Sài Gòn đây có hơn. Tám chấp ba. Đâu rồi nhỉ? Hoàng sao? Xong sớm mà. Xong sớm mẹ thật xong sớm.
đâu nghỉ nghỉ tương đối bỏ còn nhiều đâu đến trận bao nhiêu vậy? Alo, trên bàn số 6 Tâm Võ gặp Cảnh Đỗ. Đấy. Đánh đi, đánh đi. Bàn 6 kìa. Ờ, đánh luôn. 6.1 nhá. Cho em 6.1. Ta đánh đi. Sao tôi có đi chỗ nào? Có đánh chỗ nào? Trong ngày đi đâu không? Chắc mình thôi. Tôi giờ ít đấy. Ít đấy. Ngoài gì? Tài heo này trước rồi anh... Anh Phúc không biết. Cái nữa. Kiểu là hết nhiệt rồi đúng không? Tôi đây. Ở Big C bạn đi ở đường GS4 nhá. Ở ngay đấy rồi, cách đấy có hơn 100m thôi mà. GS4, câu lạc bộ số 23 ngay giữa ngã tư Tô Đùng. Thượng Hải là bạn không phải đánh vòng lại đúng không? Có phải đánh không? Phải đánh không? Đánh vòng lại mệt hết nhỉ? Thế rồi đánh để thắng 5 trận hay 6 trận mới thông được vào. Đây, mít sống ở... Ê! Đúng rồi, Kobe đây. Đi cửa kia, bỏ đi cửa kia. Thank you.
Hơi nhẹ, hơi nhẹ. Khôi khờ khạo, đàn sáng đâu mà cà phê cà pháo. Chào anh Dũng Nhóc nhá. À, sắp toi rồi. Mười lăm. Đang đánh mà. Nhí ơi. Nhí, thắng hay thua ấy? Thắng à? Bà đi về đi. Ờ, vào đánh đi. Ui dồi, giờ hãng cà phê. Ờ, vào. Dạ. Anh à, anh ở lượt sau cơ. Thì chờ nhé. Lượt sau chờ. Lượt sau à? Vâng. Gặp thằng Ý ạ. Ý à? Vâng. Chắc mình vào rồi. Đâu rồi anh vào đâu ấy? Tiếp theo trên bàn số 3, Quyết Bình Dương gặp Thắng Hồng Ngô. Đây bạn đây. Đây, bà đây. Ngọn này, thắng con này, đánh này, lắp luôn ngọn mới đánh nha. Đây này, thắng con. Có chứ. Tháng
mấy triệu tháng, tùy nhiều giải, nhiều giải thì thêm. Thôi thì thêm một khi nào hãy đi đấy. Sắm xe điện thoại. Quan trọng là mỗi cái học mỹ thôi. À, thì mình cái đấy nó không phải mắm nha, thì nó không đáng để mà mình làm học mỹ sau này bàn biết mình bán, mình mà bán được cũng có không. Còn mấy cái kia thì nó bên nó có thể ngành của mình để cái mặt đấy. Chung chậm. Ok. Đây là 5 gì ạ? Anh gặp Thanh Hà Sài Gòn. Anh đi cùng thằng con à? À đi mình. Anh đi mỗi mình luôn. Xong cô rủ mấy anh em trên Melody đi cùng. À. Ok, Khôi Khởi Gạo đang bận quá. Bao nhiêu anh em? Liệu có bật tôm được không? À, anh Khao Khở Khội. Đúng rồi, Cao Hoàng An. Sáng sớm bao giờ cũng thế mà. Mấy anh em đường xá xa xôi nữa đi. Sáng nào nó hơi bị chọc chọc. Uống gì cho anh? Cà phê nhá, hay là suối? Dạ. Đây, suối. Cà phê á. Em ơi. Đây mà. Cà phê đá. Mới không mang. Không mang. Ờ, Cao Hoàng An tất nhiên rồi, hôm nay là thứ bảy, đánh 2 ngày, thứ bảy chủ nhật. Này, mềm thôi, mới tập chơi. Xong rồi chắc, anh vào để gặp thằng... À, rồi. Đêm hôm kia đi muộn qua tận chuyến muộn nhất em vào đến đây lúc khoảng 12:30 1 giờ sáng, nhưng mà lại chờ một thằng nữa
nó lại đi chuyến sau, nó còn muộn hơn mình, nó tận hơn 2 giờ nó mới xuống, cho nên là 3 rưỡi đêm coi như sáng, coi như thành sáng qua đến đây. 3 rưỡi đêm mình đi taxi vào đây, mệt gần chết. Đi đêm tận 3 rưỡi 4 giờ sáng vào đây. Đâu có đi chờ một cái thằng kia nữa, nó lại đi chuyến sau. Nó tận là 12 rưỡi nó mới bay. Ui giời. Lê Tuấn An, anh Dũng Nhóc nhiều tuổi đây, còn cái đang đánh ấy, anh Thượng Bình Dương. Anh Thượng Bình Dương này thì đang dẫn 5-3. Thì nó có mặt thì đánh. Đây trên này đây, chuẩn bị anh Tiến chuẩn bị có bàn là đánh. Cho anh một ly này nguyên chất nhá, cho đá vào được. Nguyên chất, không đường nhá, nhớ không đường không gì. Cho anh gói vào sông Việt luôn em. Vào sông Việt. Khả năng bật tôm rồi, 45 là bật tôm rồi. Em thấy mới làm cái giải gì đấy, giải BC mới vui. Anh cứ là ngoài kia đông lắm, làm giải BC đông vui mà nó không phong trào đi lên, mà anh em cũng tập nhiều, anh em kém tập nhiều. Hùng Lê tất nhiên, thế mà vừa nãy cứ chê anh Dũng Nhóc mới đầu vào thì chưa có không phải đâu, uống tôi toàn uống nguyên chất mà, nguyên chất nhưng mà không có đá là... không, tôi toàn uống không luôn đấy. Bây giờ thì ít uống, ngày xưa tôi còn hút thuốc lá tôi nghiện lặng luôn ngày, đúng rồi, bỏ thuốc lá mấy năm nay tôi ít uống. Ngày xưa sáng ra phải tầm 3 cốc, sáng ra 3 cốc cà phê, ngày còn 4 hộp, 3-4 hộp. Đã nghiện là cái gì cũng lặng, đã nghiện thì nhưng mà tôi bỏ thuốc lá, tôi bỏ 5 năm này. Không, tôi bỏ phát là bỏ hẳn luôn, không bao giờ động. Bỏ trong 6 tháng rồi, nghiện lặng quá trong bỏ phát bỏ luôn. Quá đỏ cho anh Thượng. Trên kia bây giờ vẫn đang ở sinh hoạt ở Melody hay là sinh hoạt trên đội? Phòng tập có đông không? Ông tập trung mẹ phòng tập ông lịch tiếp học trò trước ở đấy đẹp.
tôi thấy có mấy bàn full gì đó. Ờ đúng nhỉ. Rồi nó tập đấy xong ra đi đánh nó khác đúng không? Nếu trình độ như cao thì không nói, trình độ kém vào. Đúng rồi, bàn này không tập được. Tập bùng chéo luôn, đúng không? Sai số nhiều, bùng. Anh Chí ơi, gọi thêm ít ghế mà giải xung quanh cho anh em ngồi. Ghế. Bảy chấp một Lê Tuấn An, nghĩa là đánh chạm lên bảy, ai chạm lên bảy trước người ấy thắng. Và chấp một là cho đối thủ thắng trước 1-0. Anh hạng B kia thắng trước 1-0, vào phát là thắng 1-0 rồi. Chấp một ván. À, trong không gian câu lạc bộ có hạn thì tôi cũng thông báo luôn anh em là chúng ta hạn chế và không hút thuốc trong bàn thi đấu nhé. Chúng ta có thể ra sảnh ngoài hút thuốc. Không gian câu lạc bộ có hạn, anh em thông cảm. Mà bây giờ nó chưa lắng lên, tí nó lắng to thì chết rồi. Đây để đây nghe. Cái luôn này. Đây để đây. Chào Thành Nam Trai nhá. Anh Dũng ơi, à anh luôn. Có nhiều anh em lắm. Dương Khải Quang này. Quá đi, quá đi. Ai? Siêu đi. Anh nghe em ơi. Anh nghe nào. Em thấy cái siêu gãy cái xe chưa ạ? Đâu anh Tiến anh đang ngồi. Không hút thuốc trong câu lạc bộ, không hút thuốc. Thành công nhiều loại lắm ạ. Đây.
Em là gì nhỉ? Cái gì? À, biến cát đúng không? Ơi, sự biến cát à? À đây. Tôi đây bạn ơi. Ngọn đó 2 triệu, 2-3 triệu bạn ạ. Thôi rồi, mà mai lúc nào tôi về Hà Nội tôi gọi nhé, tôi đang trong Sài Gòn. Có những người này là không phải đóng tiền, như của những người Kubi là không phải đóng tiền. Kim chỉ với mình với ảnh hưởng với luận với luân mình luôn. 1, 2, 3 Ngọc Điền tinh thật. Khao khở khội giờ này bán đồ phong thủy khác, thắp hương tận. Hôm nào em gửi cho ít hương trầm nhá. Anh thử hỏi nhắn tin phải có mặt không? Có đánh không? Anh chuẩn bị đấy, có phát là đánh luôn. Tam ca mấy rồi? Mấy rồi? Xong chưa? Sắp xong chưa? Mấy rồi? Ôi, xin chào. Vào đi bạn. Chào anh Dũng nhá. Như vậy tỷ số kết thúc tỷ số 7-4 nghiêng về anh Thượng Hạ Bình Dương. Tôi sẽ tắt video trong vòng 2 phút xong tôi phát lại nhá. Trận đấu tiếp theo cực kỳ hay. Trung Cao Bằng gặp Hoàng Sau à?